Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình lại quay trở lại chiếc Airblade 150 mà mình mới vừa phục hồi cái động cơ quay cho các bạn coi đó. Thì cái này là do vô tình nó xui thôi các bạn. Xui ở chỗ là cái xe này nó đang bị lỗi cái Smart Key. Thì lý do nó lỗi là do lúc mà tai nạn nó bị giật cái bó dây. Bây giờ cái bó dây đã được mình cắt ra để mình làm bảng điện rồi. Mình làm bảng điện để cho anh em thực hành rồi. Làm bảng điện ha, cắt hết bó dây ra rồi, mình treo đây. Thì trên xe mình đã có mua một cái bộ dây điện sườn mới mình gắn vô để mình kiểm tra tính năng. Mình sẽ làm giống như này các bạn, giống như xe này, giống như cái xe này. Và mấy cái xe này là mình cũng làm luôn, Winner X rồi Edge gì mình làm hết luôn mấy bó dây. Cái xe này á, có nghĩa là bây giờ nó đang gặp một cái hiện tượng là xe nó khởi động bằng cái remote đó các bạn, lên không có mở được cái núm khóa này. Sau cuối cùng thì mình chẩn đoán là nó bị chết cái SCU khóa, chết cái SCU này, giờ cầm nó còn ấm ấm nè các bạn, cắm điện vô nó còn ấm 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 á, mình phải mổ ra. Giờ mình kết luận là nó chết cái SCU khóa này. Thì bây giờ mình đang hỏi hãng để mà mua cái SCU trắng, thì hãng họ sẽ bán cho mình một cái SCU này cộng với lại một cái chìa hay còn gọi là một cái FOB á, với giá là khoảng tầm độ gần 2 triệu đồng cho một cái combo là bao gồm chìa và SCU trắng. Thì một cái xe mà khi cái khóa thông minh á, nó khác cái khóa thông minh hãng, nó khác với lại cái khóa thông minh đồ chơi ở chỗ nào. Ví dụ như xe các bạn không có khóa, giống như cái bản này là không có khóa thông minh nè, các bạn mua bộ khóa thông minh các bạn gắn thì nó cũng như một cái ổ khóa bình thường, như một cái chống trộm nữa các bạn. Các bạn chỉ việc các bạn khởi động bật được cái núm khóa lên là xe có điện. Nó khác với lại cái xe mà sử dụng khóa thông minh zin, thì cái bộ khóa này á, là trong con SCU này nó sẽ có một cái mã. Cái mã đó nó tương thích với lại con IC điều khiển trung tâm hay còn gọi là con ECM. Thì hai cái bộ phận này nó trao đổi dữ liệu, thì khi chúng ta mà gắn đúng á thì nó mới có thể kích hoạt cho xe được nổ máy, có hệ thống phun xăng đánh lửa. Còn nếu như mà các bạn kích hoạt mà bây giờ thí dụ như bây giờ mình nói cái nút từ này, mình nói dây âm dây dương á, thì chúng ta mở được núm luôn, có điện luôn, nhưng mà lúc đó là xe không nổ, là tại vì nó chưa có nhận được cái mã hóa của SCU. Thì giờ mình sẽ thử cho anh em coi. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn kỹ thuật viên hỗ trợ mình trong cái công cuộc là cho cái xe này nổ máy. Thì cái chuyện mà mở được khóa này thì đơn giản lắm các bạn. Ở đây nó có một cái dắt này dắt núm khóa thôi. Chúng ta kiếm hai cái đầu cót, chúng ta cấp cho nó âm dương là nó hít cụm từ, là chúng ta có thể vặn được cái núm khóa này lên là đóng điện là có điện rồi. Nhưng mà cái vấn đề đóng điện đó, nó sẽ không có phun xăng đánh lửa, không có bơm xăng, không có phun, cũng không có đánh lửa luôn. Cái chuyện mà khi mà muốn đánh lửa được á, là cái con SCU khóa như mình nói á, là nó phải truyền tải tín hiệu tới IC điều khiển trung tâm hay còn gọi là ECM. Mà bây giờ con này là nó chết rồi, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn có thể nổ được bằng cách là nhập mã khẩn cấp, có nghĩa là cái FOB này nó vẫn còn trao đổi với lại cái SCU này được nè. Có nghĩa là khi mình bấm mở khóa dày, mình bấm cho nó mở khóa thì nó sẽ có tín hiệu. Nó có tín hiệu đó. Bây giờ nó đang bị lỗi rồi nè, nó đang bị lỗi, giờ mình sẽ tháo cọc bình ra, tháo cọc bình cho nó mất lỗi ra đi, rồi xong rồi đóng nút từ cho nó có điện. Bây giờ em tháo cọc bình ra đi, nó đang lỗi, nó ấm nãy giờ. Rồi ok, rồi gắn cọc bình lại. Giờ mình gắn cọc bình lại nè, rồi mất rồi, mất lỗi nè. Giờ thì mình sẽ mở khóa, tìm xe rồi vẫn bình thường nha các bạn. Ủa sao lúc được lúc không ta? Chết nữa rồi. Có còi không? Em cắm còi vô. Đó. Nè giờ nó hết lỗi nè. Đó, nó vẫn tìm nè. Mở chìa nè. Đó, thấy không? Đó, lên điện nè. Nhưng mà bật không được. Bật không được, điện nó tự nhiên lúc sáng lúc tối nè, nó mờ mờ nè. Đèn chìa khóa sáng nè, nhưng mà bật không được các bạn. Bật không được cái núm từ này. Đó, và không được. Thì bây giờ mình sẽ kích hoạt trực tiếp cái núm từ này bằng điện âm với điện dương, đóng cụm từ, tại vì cụm từ này xài 12V. Rồi mình sẽ mở lên có điện cho các bạn coi, nhưng mà không để nổ máy được nha các bạn. Rồi em chích vô đây. Dây đỏ là dương. Mốt đang sáng luôn. Rồi mốt đang sáng nè. Bấm lên sáng đèn nè. Nhưng mà không mở được. Rồi giờ kích cụm từ nè bằng âm dương. Rồi mở nè. Có điện. Rồi có điện ha, bấm đề. Đó, nổ máy được. Các bạn thấy không? Nổ máy được, nhưng mà có điều là bây giờ mở bằng chìa khóa này, giờ tắt nè. Rồi nè. Bây giờ mở trực tiếp nè, cắm dây này vô lại. Cắm vô lại. Rồi, không mở được. Nhấn nút đề nè, không mở được. Đó. Không có mở được nha các bạn.
Rồi giờ giờ cấp điện trực tiếp đi, cấp lại điện trực tiếp đi. FOV này nó vẫn trao đổi tín hiệu với SCU, nhưng mà cái mạch mà cấp mát cho cái cụm từ á, nó không có còn hoạt động nữa, nó không đủ điện. Cấp cụm từ. Đó các bạn nghe nhẽ tạch không? Mở khóa nè. Nổ nè. Rồi giờ lại hết hết được rồi. Có lúc được lúc không, giờ hết nổ nè. Bóp bóp giùm anh cái thắng bên kia thử coi. Có lúc được có lúc không nè. Giờ là hết hết được rồi đó. Rồi đâu tắt khóa. Bây giờ mình nhập đi, mình nhập mã thủ công ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mã thủ công cho các bạn coi nè, rồi mình cấp cụm từ nó sẽ nổ lại nè. Đây là cái mã nè. Rồi cái cách nhập mã thủ công để mình hướng dẫn anh em luôn. Đầu tiên là giữ nút đề cho nó sáng đèn lên, giữ lâu cho nó chớp. Được, được. Đi treo cho nên giờ mình làm lại các bạn. Cắm vào bình lại. Rồi khoan, để anh tắt cái remote đó. Không được rồi, nó đang sáng đèn luôn. Rồi rồi tắt rồi, rồi ok. Rồi giờ bấm giữ lâu nút đề nè. Giữ lâu nút đề cho đèn này chớp nè. Rồi chớp rồi nè. Bấm cái xác nhận nè. Đổi đầu nhập mã nè. Số 0 là không nhập. Cái mã có sao là mã chính á. Rồi rồi số 9. Rồi đợi đèn kêu bíp nhập tiếp. Rồi số 0 là không nhập. Đợi nó kêu cái bíp. Rồi nhập 7 cái. Rồi đợi kêu cái bíp. Rồi nhập 9 cái. Rồi đợi kêu cái bíp. Tiếp tục như vậy. Rồi 9 tiếp. Rồi 7. Rồi 1. Rồi 1, 2. Rồi khi xong, nhấn xác nhận xong thì chúng ta cũng không có mở được núm luôn các bạn. Rồi rồi rồi. Rồi không có mở được núm này cho các bạn coi nè. Không mở được nè. Rồi giờ phải kích hoạt cụm từ nè. Nó vô mã rồi đó. Giờ kích hoạt cụm từ thì mới mở được. Rồi mở nè. Rồi thử nổ ha. Rồi nổ nè các bạn. Đó thì như vậy thì mình sau khi đo kiểm, mình chẩn đoán thì mình kết luận là con SCU này nó chết. Nhưng mà bây giờ đặt hàng hãng thì nó rất là lâu. Anh em thấy đặt hàng hãng nó tới cả 10 ngày. Thì giờ mình sẽ có cái bộ này, mình sẽ thay thế. Mình sẽ thay thế đỡ tạm thời. Thì mình sẽ giới thiệu bộ này cho anh em coi là nó sẽ không công dụng gì. Bây giờ mình đã khui hộp cái bộ Ismaki ha. Tên cái hộp này đây, Ismaki ha. Thì trong này nó có một cái con SCU, một con SCU khóa, một cái dắt chuyển đổi từ một dắt ở đây ra thành hai dắt. Ở đây thì nó có ba cái socket. Hai cái này là một cái dây màu đỏ là để gắn tích hợp vô cái đồ mở yên bằng điện thoại di động. Cái này thì để reset khi mà chúng ta quên mật mã. Còn cái dắt này thì để kết nối với một cái dắt phụ, dắt B. Rồi cắm này vô mặt. Cắm dắt B vô. Đây nè, nè, cắm đây nè. Cắm đây trước. Rồi. Rồi. Khi cắm dắt B này xong thì ở đây nó có tiếp tục là một dắt A, một dắt B nữa, thì chúng ta sẽ cắm lên trên cái ổ khóa. Đó, dắt B chúng ta cắm vô ổ khóa. Dắt A chúng ta cắm vô cái dắt của bó dây điện sườn. Rồi, vậy là coi như là cơ bản là lắp đặt xong. Thì giờ mình sẽ cắm luôn cái dắt chuyển đổi này vô đây. Thì cái bộ này nó hay ở chỗ là chúng ta sẽ không sử dụng remote nữa các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng bằng điện thoại di động luôn. Các bạn tải phần mềm, Ismaki, và các bạn phải có cái mã ID cũ zin theo xe nha các bạn. Cái xe này là mình mua là có đầy đủ chìa phụ, chìa chính, mã chính, mã phụ luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tải phần mềm và sau đó mình sẽ nhập cái mã này vào điện thoại là mình sử dụng xe như bình thường. Và ngoài ra thì nó cũng có remote nha các bạn nha. Nó cũng có remote đi theo. Đây nè, đây là cái remote của nó đây. Cũng rất là đẹp ha, khu te. Đây, khu te, được vô đây. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này. Rồi, đây ha, mình quay cho các bạn coi. Đó, chúng ta sẽ tải cái ứng dụng này vào. Rồi, mở lên. Cắm dắt bình ắc quy. Cắm dắt bình ắc quy mới có nguồn. Cắm dắt bình ắc quy đi. Đúng rồi.
Rồi em thử tìm kiếm đó, nó bắt đầu nó có rồi đó, nó hú rồi đó. Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất họ cho là 868 nha các bạn. Rồi đã kết nối rồi nè, rồi xong rồi đó, nó hết kêu. Khi tìm được xe thì các bạn sẽ bắt đầu cài đặt ha, cài đặt mã số cho nó. Tại vì với cái xe khóa thông minh thì chúng ta cần phải có cái ID của SCU VIN thì nó mới nổ máy được các bạn. Mật khẩu quản trị là 868 của nhà sản xuất ha, cái đó mình sẽ hướng dẫn anh em đổi sau. Rồi đây, cái mã này chính là cái mã trên chìa khóa mà cái mã có cái dấu sao các bạn, là mã chính nha. Vậy chúng ta sẽ kết nối cái mã này. Rồi, đồng ý. Sau khi anh em mình nhập cái mã rồi thì chúng ta chỉ bấm tìm xe là nó sẽ kêu nha các bạn. Đó, SCU kêu rồi đó. Rồi giờ thử mở khóa trên xe ha. Nổ máy, nổ máy nè. Có nghĩa là đơn giản tới một mức độ là chúng ta khi mà chúng ta gắn cái bộ này vô, chúng ta tìm được xe rồi á, thì chúng ta chỉ việc nhập cái mã chính, phải có cái mã chính. Còn nếu như chúng ta không có cái mã chính này, khách hàng mất cái mã chính này thì chắc chắn là anh em phải có công cụ hỗ trợ để mà lấy cái mã trong con SCU VIN ra, rồi sau đó mới có thể nhập vào cái phần mềm ứng dụng này được. Bấm lại cái phần nhập hồi nãy giúp anh cài đặt. Đây nằm cái mục này đó, các bạn sẽ nhập cái mật khẩu quản trị và nhập cái số ID hồi nãy vào là cái xe nó sẽ nổ được nha các bạn. Chỉ nhập một lần thôi là nó thể sử dụng được rồi. Nổ bình thường nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng đã hoàn thiện cái việc mà cài cái hướng dẫn sử dụng. Thì thật ra vậy nè các bạn, để làm một cái video clip mà hướng dẫn tất cả mọi thứ thì nó mất thời gian lắm. Cho nên là mình nói với các bạn là trong cái bộ này nè, nó có một cái cuốn cẩm nang, nó sẽ hướng dẫn chúng ta là tải cái ứng dụng như thế nào, rồi cài đặt nó như thế nào, rồi setup cài SCU vô như thế nào. Thì thật ra là nhà sản xuất họ đã bán cái con này nè là chung với lại bộ núm khóa và chung với cái remote và phần mềm. Remote phần mềm đây, thì cái bộ đó là nó giống như một cái bộ chống trộm bình thường thôi. Nhưng mà ở đây mình đang sử dụng cái bộ này, mình thấy nó hay là ở chỗ là nó sẽ thay thế cho cái con SCU đang bị chết. Nó xài y như VIN luôn. Và cái việc mà một cái bộ khóa Smart Key á, nó gọi là tối ưu khi mà nó có những cái mã truyền tải dữ liệu giữa SCU và cái IC điều khiển trung tâm, nó mới cho chúng ta kích hoạt cái hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử. Nếu như mà chúng ta không trùng cái mã thì chúng ta không thể nào, mặc dù chúng ta có thể mở núm nhưng mà không thể nào nổ máy được. Đó là cái nguyên lý cơ bản của cái hệ thống khóa Smart Key. Thì trước mắt là video này mình chỉ giới thiệu với các bạn là phương án để mà mình xử lý bằng cách là mình cho cái xe này nó nổ máy khi mà con SCU này nó chết thôi. Đó rồi, còn nếu mà các bạn muốn quan tâm hơn thì các bạn cứ tìm cái sản phẩm này trên thị trường á, thì nó có hướng dẫn rất là nhiều tính năng. Nó có tính năng chống trộm, rồi chống cướp, rồi chống dắt xe, rồi vân vân, nhiều cái hay lắm. Nó chỉ sử dụng bằng cái smartphone điện thoại thôi. Và cái chìa đi kèm này nè thì chúng ta có thể mua rồi. Ví dụ như bây giờ ở đây là mình đang khóa xe nè, mình bấm nút tìm, các bạn nghe báo nè, mình bấm cái này là nút này là mở khóa. Đó, nút này là mở khóa, nhưng mà mình phải chuyển cái này qua màu thành màu xanh mới được nè. Mình chuyển màu xanh nè, đó màu xanh rồi đó, thì mình bấm cái nút này nữa là mở nè, rồi bấm nút đề là kích hoạt dặn khóa nè, đề nổ máy nè, thấy không các bạn? Đó. Rồi giờ mình muốn tắt nè, mình muốn tắt là mình sẽ bấm nút này thành đỏ. Đó, đó. Rồi giờ mình tắt rồi nè, thì mình sẽ không mở được nữa. Không mở được nữa, thấy không? Đó, chỉ tìm xe thôi. Không cách nào mình mở được hết. Không cách nào mở được, chỉ trừ khi mình chuyển đèn xanh. Đó, nó còn chức năng chống dắt nữa, vân vân, nhiều cái hay lắm. Nè, mở nè. Mở nè. Anh em thấy không? Thì đó là một số tính năng đặc biệt của cái bộ này. Trước mắt là mình chỉ làm video này thôi. Phần sau thì mình sẽ mua cái con SCU VIN. Mình sẽ tiến hành mình thay nhập SCU VIN và chìa khóa VIN cho anh em coi là mình vẫn sử dụng lại. Tại vì mình chứng minh là IC này không chết rồi, chỉ có hư cái SCU thôi, thì mình chỉ cần thay cái SCU này là được nha các bạn. Rồi, đây là một, mình xin nói thêm, đây là một cái bộ mà họ có bán trên thị trường nè các bạn. Mình mở cho anh em coi. Đó, một bộ họ bán trên thị trường đây. Dắt nối nè.
hướng dẫn sử dụng nè. Đó, đây là một cái bộ khác nữa các bạn thấy không? Nó có rất là nhiều loại, mình mua về mình gắn cho mấy chiếc xe mình luôn cho nó an toàn. Đó, rồi nó có cái bộ núm khóa luôn đây, núm khóa luôn các bạn thấy không? Đó, cái bộ này là nó giống như chức năng chống trộm thôi, dành cho những cái xe mà không có trang bị smart key. Còn cái SCU vừa rồi mình cho các bạn coi á, là nó dành cho những xe đang trang bị smart key nhưng mà bị hư SCU khóa. À, có nghĩa là nó rất là nhiều dòng, cho nên anh em cứ tham khảo để anh em tìm hiểu mà sử dụng cái sản phẩm này nha. Thì mình thấy là thay vì lắp đặt một cái bộ chống trộm remote như cái cũ á, thì chúng ta sử dụng cái điện thoại nó vẫn hay hơn. Tại vì lỡ có bị cướp hay gì đó thì chúng ta chỉ việc bỏ chạy thôi, còn cái xe chắc chắn là người ta không có lấy được đâu. Thì video clip này mình sẽ dừng lại tại đây. Nếu anh em thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh, và đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.